liếm gì đấy. Đừng cắn. Quá. Đừng. Đi trâu này chịu khó vì đi được chứ còn nhiều người không chịu khó không đi được đâu. Nhiều khi hắn rầy hắn đi cả đêm vì theo. Trời mưa trời gió gì cũng vì theo. Thấy đi trâu ấy vui vui vậy, được khỏe thì cứ mình cứ làm vậy, kiếm đôi đồng vậy thôi. Thế này chú Lâm ở ngoài họ bỏ, mấy ông nhà giàu bỏ. Chú tên là Văn Đức Trời, sinh năm 1966. Ngày trước đi vào làm còn vừa mới mấy năm này với đi trâu. Cuộc sống của mình thấy để làm cho mình khổ làm khổ này cho con nó biết. Giùm đốc chân trâu. Mày để hút tao hả? Đang hút không? Con này mà nuôi cho mập rồi. Một xe tay ga đẹp cho chú này. Chú ở Nghệ An cũng vào đây năm 95 mà. Mới đầu chăn nuôi heo ở trên bên Hòa Đồng Nai á. Đi bốc xếp nữa. Bốc xếp mấy năm bắt đầu với nuôi trâu mà. Nhà chú ở ngày trước cũng nuôi trâu nhiều chứ mà. Ở trong này thấy cỏ nhiều cái gì vì đi mua trâu bò về nuôi. Chú ngày trước cũng nuôi trên khu nghiệp Sông Thần. Sau lại xuống dưới cầu Bình Triều với kề cầu Bình Phước. Hết chỗ với xuống đây chứ. Nuôi trâu bò từ 2004. Mà xuống đây là 14, 2014. Có đồng rộng này với nuôi trâu quanh năm được này. Như ở trên chú mà mùa khô là không chăn được với cắt cỏ về, còn mùa mưa mới nuôi được thôi. Đây là cả năm luôn. Hắn nước này này có cỏ quanh năm. Vùng này ngày trước hoang vu đón trâu đi ăn sình sục. Cô con là sình xuống lút 2 ngày với kiếm ra mà. Hắn nằm ở dưới sình nhờ người lôi lên. Cứ sáng kè trâu ra đó là lại về đi chở sơ mít về cho bò ăn á. Chở ra thì vào coi chứ không lên cây xanh của các công ty hộ la chứ. Làm khi nào thì rảnh thì đi đánh cá lung tung vậy thôi. Đi đánh cá nhiều lắm, có bữa cả mấy chục ký ạ. Có bữa trăm mấy ký. Và cá trê con 5 ký rưỡi một con. Con rắn này bắt được 100.000 không? Rắn gì cá? Rắn này 300.000 một ký này. Rắn này hiệt lắm. Con này bán cho họ nhậu mấy người vừa này. Cá rô, cá trê, cá lóc. Đánh cho người đi bán với số, đi bán chảo. Chứ cho người 10 con đi 700 con á. Đây, cá trê ngoài này này. Con này được ký ký mấy à? Còn con 4-5 ký bằng bắp đùi đây này. Cá trê bữa đánh thẳng đây là nhiều lắm. Ừ, thì thứ này mình chưa ăn mình bỏ đây đây nhây. Có phải làm khô rồi không? Thứ này thì ăn con nào ăn, còn bữa nào thì nấu cho chó thôi. Chú ngày trước làm chòi trên nó ở với nhiều khi các công trường họ làm thì phá chòi cho họ làm. Rút vào ống cống. Sau này thì làm tròi lợp đáy tí là ở mát này. Cứ nằm bờ nằm bụi cứ hết năm này qua năm khác vậy. Đừng dậy. Thank you.
bò mà đi ăn hắn, giờ mình kêu hắn quen hắn, hắn nhớ cái nư ăn kêu cái là hắn theo người hắn chạy rầm rầm. Muội hắn rúc vào màn này từng nạn mà cắn con nghe mà kiệt mà. Muội ngày trước hắn nhiều còn giờ đỡ đó. Trâu bò ít bệnh, ngày trước có một con mà hắn bệnh, hắn mấy ngày mà không ăn được. Trâu mà bệnh là hắn bỏ ăn á, chú Vi mua sữa về đổ cho hắn uống. Vi mắc màn lại đi xe ra không nóng nữa nha. Con chó này ham dườn với cái con này đi cười lên luôn, rồi đi chân trâu. Đi trâu này là cho chó cười với người, phải trâu mãi á, cả ngày á, quen. Con này đẻ được 8 tháng là lại thiếu phủ đây. Con cái nồi hắn bắn là phủ sớm. Này này, em này này, em này đầy ca đây này, vừa mới được 2 năm này. Con này 30 chai đó, trả 89 chai thì chưa bán này. Con này 160 kg thịt đấy chú. Con 6 mà nhân giá 20, 100 kg là 20 triệu. Là giờ bán ở trong con trâu là 20, 200 một kg á. Còn mà bán hơn bên ngoài cho mình 250. Con này ngày trước mua về gầy gầy gần chết này. Đẻ con nghé đó, đẻ từ trong Tết đó, 25, 6 Tết đẻ đó. Con nghé này mà khoảng một năm sau là được mười mấy triệu này. Mình gãi hắn đàn ngứa này, hắn quen này. Hắn thấy mình là hắn en vào để cho mình gãi cho đàn ngứa. Con bò vậy mà mình không gãi, không khầy hắn là hắn phủi mình cho té. Không mua được cơ. Đó, thấy chưa? Gãi này là thôi này. Nó hắn không ui nữa. Mình không gãi, hắn không đàn ngứa là hắn ui người à. Đàn ngứa. Gãi một thôi là nằm luôn á. Chú nuôi là bao lâu sẽ bán một lần ạ? Mấy tùy lứa. Lứa mà nuôi trâu to thì mấy 5-7 tháng. Còn trâu nhỏ này cả năm hơn năm mấy à? Tùy con, có con thì 5-6 triệu. Có con hắn mà bệnh chết là hòa không lù. Lâu lâu mới có con chết thôi. Trâu này là mình nuôi cứ mua trâu gầy về vồ mập rồi lấy bán. Còn nuôi đẻ lâu lời hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngày trước mới đầu được mười mấy con, dần dần thì mình vay được tiền nhiều, nuôi nhiều. 38-40 con. Giờ còn được cả bò cả trâu 20 con à. Chú là năm ngoái là do bị anh thấy có bầy trâu nó nên bảo đánh bài ấy, làm đánh bài mất mấy trăm nhỉ. Nhiều khi mình thích lên mình đánh vậy, càng mất càng theo. Nhưng mà chú bỏ được chưa? Bỏ rồi đó, bỏ từ năm ngoái, năm này 2 năm có đánh đâu. Vừa rồi hắn bắt mất mấy con với kinh nhá. Đống đất hắn đổ loại đâm mi xuống này, hắn dè xe vào cái là hắn dắt trâu lên cái cục đất là vào xe được. Gần 5 năm, 4 năm rưỡi mới mất đó. Chưa có năm nào mất đâu. Mình làm một năm chẳng hạn dư được 100 triệu ăn chơi quả mất rồi, thế có đâu nữa mà. Họ ăn rồi thì mình nhịn nữa thôi. Bao lâu thì chú mới về nhà một lần? Cũng kỳ đó, có khi thì mấy ngày, có khi thì cầm mấy tháng. Có người canh trâu thì ở được mấy tiếng cả ngày, với người canh mấy trăm ngàn rồi xong ấy. Nhà chú ở trên Bình Dương, Dị An.
dưới đó khu nghiệp kín hết rồi. Gia đình chú 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quân nó đi làm cả. 2 thằng chạy taxi, còn 2 đứa làm công nhân. Mấy đứa con cũng thỉnh thoảng ghé thăm nhỉ. Thời gian ta bên nhau những chi dài nỗi nhớ. Thời gian ta cách trở đốt cháy ngờ tình yêu. Để hát bài khác nha cho sống nha. Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên ấy đầu nguồn con nước cuối dòng sông. Ở đây một mình thì nhiều khi không ai biết vào đâu á. Nhiều khi cùng vui, nhiều khi cùng buồn chứ gì. Buồn nhá, buồn thì phải chịu chứ. Hôm nay lại ăn cơm bụi nữa. Cơm bụi. Khi nào ưng nấu nấu mà. Ăn cơm bụi. Chú đi qua bên mấy cái lán tắm rửa. Mấy lán nước nhiều lắm. À. Ừ, để múc nước về đó. Nước đổ vào bình nữa đó. Chú thì may trời cho khỏe mạnh, ít bệnh tật đỡ. Có một bữa mà ăn gì vào ngộ độc, quả đau bụng không đi được nữa. Kêu thằng con chạy taxi qua chở qua bệnh viện gia đình. Họ khám, họ cho uống thuốc, đỡ thì về thôi. Quả đau bụng, tưởng là chết. Vợ con bảo về trên kia mà ở dưới mà chú cũng đang đi nuôi trâu, chưa về được. Kiểu mượn tiền của họ nuôi á. Mình thâm của họ thì giờ phải trở làm mà trả chứ. 1-2 năm rồi thì về chứ. Trời của ta, đất của ta, tất đất tất vàng thì khi nào đổ nước. Con suối con hàn nước dèo một màu. Lúa của ta, đất phù sa làm giàu lúa đồng ta. Nơi ta yêu nhau như đất và nước. Được mùa họ hẹn như trăng đêm rằng và trăng tròn. Rồi hết.